Shop Zippo Sưu Tầm xin chào cả nhà. Hôm nay đầu tuần chúc cả nhà có một tuần mới may mắn, thuận lợi và bình an nha. Hôm nay em giới thiệu đến anh em một cái mẫu Zippo chủ đề rất là hiếm. Cây này được sản xuất vào năm 1999 trên nền Rat. Chủ đề là Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, đơn vị đã từng tham chiến Việt Nam. Cái mọc đái thì rất là rõ, XV. Cây này là cây Rat nha. Rat không có mọc solid rat. Những cái cây này thì nó được sản xuất ở thị trường Mỹ. Cây này qua sử dụng lướt còn rất đẹp, nguyên keo nha anh em. Chưa có qua xì ba, chưa có qua cà na, còn nguyên vẹn hết. Chủ đề thì nó zin hãng, nguyên zin hãng, không phải là chủ đề khắc lại tào lao như mấy cái chủ đề ở Việt Nam nha. Tình trạng là chưa có cấn mớp, ruột trùng vàng trùng theo máy. Cây này thì em xin phép giao lưu là 2200 2200. Anh em giao lưu vui lòng liên hệ em qua hồ sơ nha. Bên em ship code toàn quốc, bảo hành trọn đời, bao xin tất cả các sản phẩm bán ra cho anh em yên tâm sử dụng và sưu tầm. Anh em có thể cho em xin một team, một follow để em lên được nhiều Zippo sưu tầm hơn phục vụ anh em. Em cảm ơn anh em rất nhiều. Cây này rất là đáng sưu tầm, chủ đề zin hãng theo máy, Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ,